Pháp vương vô thượng tôn tam giới vô luân thất thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi tự phụ. Những niệm quy năng diệt tham kỳ nghiệm xưng dương nhược tan thang ứng kiếp mạc năng tăng. Nam a la sa la tăng không tịch này cảm ứng đạo giáo nan này tư nghi ngã thứ đạo tràng ấy như để châu ấy thầm mà phương chư Phật ấy ảnh hiền trung ngã thân ảnh hiền chư Phật tiền đầu diện tiếp túc quy mãn lệ. Chỉ tâm đảnh lệ nam mô tăng không biên pháp giới quá hiền vì lai thầm phương chư phần tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Ca Mâu Ni Phật đường lai hạ sanh di lặng tôn Phật đài thi văn thù sư lai bồ tát đài hành phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hồi thượng phật bồ tát. Tâm đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi di đà phật đại bi quang thế Bồ Tát đại thế chi Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát thánh tịnh đài hải chúng Bồ Tát.
phần. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên vàng kim năng tạo ngồm. Ngà kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiệm. Nam mô Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu pháp liên hoa kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tăng Y Bồ Tát Tăng Tùng Tòa Khởi Thiên Đáng Hữu Kiên. Hiệp chương ứng văn nhĩ ta thì ngôn Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát Di Hà nhân duyên danh Quán Thế Âm Phật Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thứ. Nhược vô lượng ba thế quan ức chúng sanh thọ chư khổ não văn thì Quán Thế Âm Bồ Tát tâm sân danh Quán Thế Âm Bồ Tát tấn thời quang kỳ âm tinh nhi đăng giải thoát. Như hữu trì thì Quán Thế Âm Bồ Tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì Bồ Tát ngoài thân lưng có nhượng vì đà thì cho phiêu sưng kỳ danh hiệu từng đắc thiên sứ nhường hữu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kim ngân lưu ly xa cơ mà não sáng ngô vánh trăng cháu đang bao nhầm ư đại hải già sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhường hữu này chỉ nhân nhân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già thì như nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng dĩ thì nhân duyên danh Quán Thế Âm như phục hữu nhân lâm đương bị hại xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung già xóa la sang dùng lại nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thì chư á quỷ thường bất năng dĩ án nhạc thì chi huống phục gia hại thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Nhược vô tội nữ giới gia thoa kim hệ kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đắc giải thoáng. Nhược tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoan tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân tề trì trọng bào kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì sương ngôn. Chư thiền nam tứ vân đa khung bố như đắng ưng đương nhất tâm xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng dị vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh già ư tứ oán tạc đương đăng giải thoáng. Chúng thường nhân văn câu phá thỉnh ngôn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y Quán Thế.
Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thân chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đã dâm vô thường niệm cung kinh. Quả Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh. Quán Thế Âm Bồ Tát tường đắng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh. Quán Thế đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường. Quang Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đứng ký huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh hữu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tầng y. Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái. Quán Thế Âm Bồ Tát phớ bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì. Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu vô tầng y nhường hữu nhân thọ trì lục thầm nhị ức hằng hà sa Bồ Tát danh từ phục thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược ư nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn Phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì. Quang Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư bá thiên vàng ưng kim bấn ca cùng tân vô tân ý thọ trì. Quang Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đặc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận y vô tán bánh phần ngôn thế tôn. Quang Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà hỡi giới bấn hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp phương tiền chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận y Bồ Tát thiền nam tự như hứa quang độ chúng sanh ứng di Phật thân đăng độ gia. Quang Thế Âm Bồ Tát tấn hiện Phật thân nhi vì thuyết pháp ứng di bích chi Phật thân đăng độ gia từng hiện bích chi Phật thân nhi vì thuyết pháp ứng di thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thanh văn thân nhi vì thuyết pháp ứng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vì thuyết pháp ứng di đế thích thân đăng độ gia từng hiện đế thánh thân nhi vì thuyết pháp ứng di từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ứng di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiện đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ứng di thiên đại tướng quân thân đăng độ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyết pháp ứng di tỳ sa môn thân đăng độ gia từng hiện tỳ sa môn thân nhi vì thuyết pháp ứng di tiểu vương thân đăng độ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi vì thuyết pháp ứng di trương gia thân đăng độ gia
Quan Thế Âm Bồ Tát Thế Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Ư Bồ Uy Cấp Nàng Chi Trung Năng Thi Vô Uy Thì Cổ Thư Ta Bà Thế Giới Giai Hiệu Chi Phi Thí Vô Uy Dạng Vô Tần Y Bồ Tát Bành Phật Ngôn Thế Tôn Ngà Kim Đương Cúng Dường Quan Thế Bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ phẩm thế trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm Như thời Phật ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la cấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quán thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long thọ kỳ anh làng phân ta nhị phân nhân phân phong thân ca mâu ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tận y quan thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới nhị thời vô tận y bồ tát di kệ vẫn việc thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám vô tận y như thánh quang âm hành thiện ứng chư phương sa hoàng thề thăm như ái lên kim bất tư nghị thị đa thiện ứng phân phan đại thánh tình nguyện Ngà vì như lừa thuyết văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đại hoa canh. Niệm bi quán âm lờ hóa canh biến thành trì hoa.
đoạn phiêu lưu cự hải long ngư chư quý nàng niệm bi quán âm lực ba làng bân năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niệm bi quán âm lực như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bi quán âm lực bất năng toàn nhân mau. Hoàng trì hoàng tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quang âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tạo vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quang âm lần. Đao tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bi quang âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niệm bi quán âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đằng. Niệm bi quán âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao kha bôn. Niệm bi quán âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục ý khí đồng yên hóa nhiên. Niệm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chùa đại vô. Niệm bi quán âm lờ ngưng thời đặng tiêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quân đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diền. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chân tư ý diệu đại vân chú cam lộ phạm vô diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung niệm bi quán âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh. Năng vì tăng y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát Tơ Tông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thân thông lực giam. Đường trì thế nhân không đừng ba theo và thuế thì phổ môn phẩm thời chúng trung bát vàng tứ thiền chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốt đa rì ta bà hà an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốn đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng 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 án
Phật Di Hồng An Ma Ni 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 Phật
di hồng hằng ma ni ba di hồng quán âm đại sĩ Quán Thế
Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Ma Ha Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ba Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiều kiên ngô quấn dài không độ những thế khổ ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh sanh từ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân di phụng như thì xa lợi tư thì chư phá không tương bớ sanh bấn gì bấn cơ bấn tình bấn tăng bấn giam thì cố không trung vô sắng vô thòm thường hành thơ vô nhang nhị tí thiệt thân ý vô sa thịnh hương vì sông pháp vô nhạc giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lào từ diệt vô lâm từ tầng vô vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bằng tam thế chư phật y bản nhà ba la mật đa cố đăng a nậu đa la tam miêu tam bồ đề cô tri bản nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bẩn hưng cô thiền bản nhà ba la mật đa chú thân thuyền chú viên yên đế đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà yết đế bà la yết đế bà la tăng yết đế bồ đề tăng bà hăng yết đế bà la yết đế bà la tăng yết đế bồ đề tăng bà ha. Nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điên già tha di đi đô bà tì a di đi đà tăng đam bà tì a di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà ha. Nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đà đô bà tỳ a di đà na tỳ đam bà tỳ a di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya na chi đa ca lệ ta bà ha. Nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đà đô bà tề a di đà đa ta đa bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà ha.
A Di Đà Phật thân kim sang ngay tướng hào quang minh vô đẳng luân ngay bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quan trung hóa phần vô số Cửu âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật nam mô 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 Phật Nam.
Vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quang vô lượng kiếp ta bà thế diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bắc thành Việt Nam ơi một cảnh tiên mây lam che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài
dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam Hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiện không hai tâm thanh cơ khó chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giác cấm kỳ đồ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền những chuyện ấy hiện đều thấy đức Như Lai truyền dạy không sai chúng ta chớ có quản này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em trong khổ hải đò từ vấn đời lạng ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Phụng Kinh Công Đức Thù Thân Hành Vô
phàm giới chư chúng sanh. Tông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo ai nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung mà cứu pháp liên hoa về phù màu hoa cài kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bằng lỡ nguyện gì thư công đức an phố cầm những thế đặng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quý Phật đường nguyện chúng sanh thế giai đại đạo ở pháp vô thượng tâm. Tự away.